Tiếp nối chương trình trên TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ với tựa đề Bệnh viện vì dân. Ngay ở thủ đô Sài Gòn, thấu hiểu nhiều hoàn cảnh khó khăn của người nghèo mỗi khi thăm khám tại nhà thương với nỗi lo tiền bạc chữa bệnh. Một người phụ nữ với uy tín của mình đã chọn khu đất trước năm 1954 là một đồn phòng thủ ở góc ngã tư Bảy Hiền, tức cách mạng tháng 8 Lý Thường Kiệt bây giờ, rộng 3 mẫu, được dọn dẹp để xây bệnh viện cho dân nghèo nghĩ trong đầu và nói là làm. Năm 1970, nhiều buổi gây quỹ như hội trợ đồng tâm được phát động thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia cũng như các cơ quan từ thiện trong nước và ngoài nước, các cơ quan quốc tế chung tay quyên góp diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Lễ đặc viên đá đầu tiên được cử hành vào ngày 17 tháng 8 năm 1970. Chỉ hơn một năm sau, ngày 4 tháng 9 năm 1971, bệnh viện được khánh thành với 400 giường bệnh, gồm các khu ngoại chẩn, thí nghiệm và quang tuyến X. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện. Các hội đoàn thiện nguyện, các tôn giáo được lập ra để hỗ trợ dọn dẹp hay nấu ăn cho bệnh nhân trong bệnh viện một cách miễn phí. Bệnh viện ấy có tên là Vì Dân. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Mai Anh. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1931, là con gái thứ bảy nên còn có biệt danh là cô bảy Mỹ Tho, trong một gia đình công giáo ở Mỹ Tho có 10 anh chị em. Sau biến cố năm 75, Bệnh viện Vì Dân đã bị xóa tên, được đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất. Giờ, đại đa số bệnh viện đó đều thăm khám cho cán bộ nhà nước là chính. Người dân vào thì sẽ phải chi một khoản tiền rất lớn để được khám chữa bệnh, mà chưa chắc sẽ được uống thuốc thật, có khi là thuốc giả cũng nên. Người giàu còn uống thuốc giả thì người nghèo làm sao mà có cửa để vào đó. Từng là bệnh viện của người nghèo, giờ đây mỗi khi ai đi ngang qua đoạn đường Lý Thường Kiệt vào hoàng hôn buông xuống, sẽ thấy cảnh người nghèo vô gia cư, thậm chí người bệnh, họ sống lây lất vật vờ ngay tại cái nơi mà trước năm 75 họ hoàn toàn có thể vào khám không tốn một đồng nào cả. Hôm nay trái tim bà Mai Anh đã ngừng đập, nhưng dấu ấn và di sản một bệnh viện vì dân của bà sẽ sống mãi theo thời gian cùng cái tên Sài Gòn. Có thể tùy thời thế đã thay đổi, nhưng đó cũng là lăng kính để cho lịch sử mai sau soi rọi vào, để thấy giữa nền chính trị Việt Nam Cộng Hòa luôn tồn tại những điều nhân bản, làm cho ta dây dứt, tiếc nuối khi nghĩ về nó. Cũng là một bệnh viện, nhưng dưới thời tự do thì vì dân, vì dân thật sự. Còn dưới thời thiên đường xã hội chủ nghĩa thì vì cán bộ, vào đây sẽ thăm khám chữa bệnh miễn phí cho cán bộ. Vì cán bộ đúng nghĩa là khi thuốc ung thư giả nó sẵn sàng bán cho người bệnh uống với giá trên trời. Sau gần nửa thế kỷ cai trị của một chế độ luôn mồm nói là vì dân do dân, nhưng cả nước không hề có một bệnh viện nào tương tự miễn phí dành cho người nghèo cả. Xã hội chủ nghĩa hiện thân cho sự bệnh hoạn và đau khổ tận cùng nhân một người vì dân vừa nằm xuống, tác giả Lê Huyền Ái Mỹ cũng có bày tỏ trên Facebook như sau. Sáng nay, Facebook tràn ngập lời tiễn đưa trang trọng bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân cựu tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu và hình ảnh gắn với người vừa nằm xuống như một di sản của riêng bà, đó là bệnh viện Vì Dân mà sau năm 75 đổi tên thành bệnh viện thống nhất. Người Sài Gòn thường kêu bệnh viện là nhà thương nơi người dân bị bệnh tới khám chữa bệnh chăm sóc mà không phải bỏ tiền, được nhà nước lo đầy đủ. Năm 1972, vì dân ra đời cũng là để chăm sóc, chữa bệnh miễn phí cho người dân. Chúng ta thử lật lại mấy tờ báo cách mạng của Cộng sản Việt Nam đưa tin nhân kỷ niệm 40 năm hay 45 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất mà xem. Có một dòng nhắc lại Nghị định số 07 trên QD75 về việc tổ chức bệnh viện để điều trị cho cán bộ cao cấp trung cấp của quân dân chính đảng. Trong đó nêu rõ lấy Bệnh viện Vì Dân làm bệnh viện của Trung ương Cục để điều trị cho cán bộ cao cấp trung cấp quân sự và dân chính đảng, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, viện trưởng Viện Quân y K71, chủ tịch hội đồng bảo vệ sức khỏe của Trung ương Cục làm viện trưởng. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm, vị giám đốc bệnh viện này nói: những người xứng đáng được đón nhận niềm vui hôm nay còn là những cán bộ viên chức Bệnh viện K71, đơn vị tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất. Tôi nghĩ tiếp quản con người là mấu chốt, nhưng tiếp nhận một cơ sở vật chất còn nguyên trị giá lẫn mục tiêu nhà thương vì dân. Thì thêm một dòng mà Nghị quyết 07 đã bảo chứng là việc nên làm là điều nên nói. Đã không mất chi cả lại có thêm tiềm lực, cộng với một chút nghĩa cử sau trước, càng thấy trọn vẹn hơn. Trở lại câu chuyện của bà Mai Anh, người xứ Mỹ Tho, thì lại phải nhắc đến Phạm Thị Hằng, tục danh của Nghi Thiên Trương Hoàng Hậu, tức Thái Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, người cùng quê. Tên của bà cũng được gắn với nhà thương Từ Vũ bởi cái phẩm chất thương dân vì dân mà một trong những tục truyền để lại là những năm sau khi Kinh Đô Huế thất thủ, thực dân Pháp siết chặt ách cai trị, áp đặt nhiều sưu cao thuế nặng. Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ lúc ấy đã ngoài 80 tuổi, đã đích thân sang Tòa Khâm Sứ Pháp để đề nghị giảm tô thuế cho dân. Thương dân làm được việc gì, giàu nhỏ mà có lợi cho dân thì luôn được dân ghi ơn tưởng nhớ xây trường mở nhà thương hay cần cù dạy học như cô giáo đoàn thị giàu phu nhân của chủ tịch nước tôn đức thắng cũng là người tiền giang thì dân thương nhắc nhớ cái đẹp của nhan sắc hay một dấu triện của định mệnh bậc mẫu nghi cốt là ở tấm lòng vì dân ấy mà mẫn tiệp từ cốt cách mẫn cán trong việc làm làm những cái điều có ích cho dân mình là trên hết chính trị theo mỗi trào mà thăng giáng, kẻ chiến thắng trên vũ đài ngay lập tức là tay trọng tài tuyên xưng mọi lời hào phóng. Chỉ có người dân lặng lẽ nhẫn nại quan sát, họ hiểu những gì còn lại, kể cả tạm thời bị quên lãng, bị mất đi. Họ có đủ tư cách, thời gian để phán xét. Như chàng rể của đất Gò Công Tiền Giang năm xưa, vị vua cuối cùng của quân chủ Việt Nam, Bảo Đại, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp vào đầu năm 1990 do nhà báo Frédéric Mitterrand, nhà sử học người Pháp, cháu của cựu tổng thống Pháp François Mitterrand. Khi được hỏi, rồi một ngày kia, khi vua Bảo Đại không còn nữa, ông Vĩnh Thụy không còn nữa, ở Việt Nam còn có những người tưởng nhớ đến công đức của ngài không? Vị vua Lưu Vong đã nói lời sau cùng rằng, không phải tôi là người nói đến việc này, xin để cho nhân dân của tôi phán xét xin để cho lịch sử phán xét tôi. Một chi tiết mà đức ngài cũng hé lộ trong cuộc phỏng vấn này là ngay sau khi cụ Hồ mời cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội, cụ cấm những người xung quanh cụ gọi tôi bằng đồng chí, bằng những cái tên gọi của giai cấp vô sản và luôn luôn gọi tôi là hoàng thượng. Trích theo Nguyễn Đắc Xuân hỏi chuyện đời bà Thứ phi Mộng Điệp với cựu hoàng Bảo Đại. Ấy cũng là một cách hành xử với người trước của kẻ sau vậy anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau